Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bá Hùng Audio. Phía bên tay phải góc dưới màn hình chúng ta có một nút đăng ký màu đỏ. Khi nhấn vào nút đăng ký là đã theo dõi kênh và sẽ luôn nhận được nhanh nhất, sớm nhất những video clip mới nhất do Bá Hùng Audio thực hiện. Clip này em sẽ giới thiệu với anh em một chiếc loa di động thương hiệu của Việt Nam, chất lượng rất là ok. Từ trước đến nay thì đây là một cái thương hiệu sản xuất các cái thiết bị âm thanh karaoke hàng đầu Việt Nam, đó là công ty Agnos Sơn Ca Media. Cái model loa di động hôm nay em giới thiệu với anh em là CS450. Nó là một cái model có thể nói rằng khá là hoàn hảo tính đến thời điểm hiện tại, mà cái chất lượng của nó rất là ok. Em đã so sánh với những cái dòng loa thương hiệu lớn như của JBL hay là của Bose thì chất lượng không thua kém, mà nó còn có những tính năng vượt trội hơn. Ở những sản phẩm của JBL hoặc là Bose thì không có mic đi kèm theo và không có những cái echo để cho chúng ta hát dễ dàng, mà chúng ta phải mua thêm mic rời ở ngoài và mua mic phải có echo, có vang thì chúng ta mới hát được. Còn những cái sản phẩm đó dành cho chuyên nghiệp, còn những sản phẩm này thì bất kỳ ai cũng có thể hát được, từ học sinh trẻ nhỏ cho đến người già người lớn đều có thể hát được tốt, vì nó có một cái hệ thống echo rất là hay, rất là mượt mà, và âm thanh của nó cũng rất là ok. Chiếc loa di động CS450 của Agnos Sơn Ca Media mới ra mắt trên thị trường thì đây là một cái thương hiệu hàng đầu Việt Nam chuyên về sản xuất âm thanh karaoke, được sản xuất tại nhà máy Hammer Hàn Quốc. Đấy, cho nên anh em yên tâm. Và chế độ bảo hành là bảo hành 12 tháng. Giá của công ty là 8.500.000 đồng. Giá tại shop Bá Hùng Audio, chiết khấu cho anh em cực kỳ tốt. Em là một người cũng rất là đam mê âm thanh và cũng thích cả hát karaoke, cho nên là những cái sản phẩm nào mà em đã kiểm định thì chắc chắn rằng anh em cũng sẽ rất ưng, bởi vì em cũng làm có một cái đôi tai khá là kỹ. Thì cái sản phẩm này chất lượng âm thanh rất là tốt, và khi chúng ta hát thì cái lời rất là rõ, mặc dù là loa mini thôi nhưng lời hát rất rõ. Chúng ta mua về chỉ việc chơi luôn mà không cần phải đầu tư thêm mic hay là thêm bất kỳ một cái gì nữa. Đấy. Cái sản phẩm này được làm khá là kỹ, nó nặng lên tới 14 cân và đi kèm theo nó thì nó có hai micro luôn, hai micro xài pin tiểu, chúng ta sử dụng rất là dễ dàng, sử dụng rất dễ dàng. Đấy, micro cầm rất là chắc chắn và nặng, em nhìn nó cũng thực sự là rất là khôn, rất là chất lượng luôn, rất tốt luôn. Chúng ta có thể nhìn sơ qua cái đầu mic, thực sự là một sản phẩm thương hiệu Việt Nam mà cái chất lượng em thấy nó quá là tốt so với tầm tiền. Thì với cái mức giá 7.200.000 đồng thì em nghĩ là một cái mức giá cực kỳ tốt và ấn tượng. Đấy, đã giảm hơn giá của công ty hơn 1.000.000 đồng. Và cái thứ hai rằng nó lại không cần phải mua thêm bất kỳ một cái thiết bị gì nữa, mà chúng ta mua về chúng ta vừa nghe vừa hát được luôn. Đó là một cái điều rất hay. Với những sản phẩm thương hiệu lớn như của JBL hay là của Bose thì thường là chúng ta không có mic và không có echo, nó chỉ có reverb thôi, mà chúng ta sẽ phải mua thêm một cái mic có echo để chúng ta hát, nó mới hát được. Là phiếu bảo hành chính hãng của hãng này, bảo hành 12 tháng hoặc là không quá 15 tháng từ ngày sản xuất này. Đó. Em sẽ nêu một số các cái chi tiết thông số cơ bản để chúng ta cùng xem nhá. Sử dụng pin Lion 12V 7A 84W. Có thể nói là một cái sản phẩm cực kỳ tốt, độ hoàn thiện rất tốt luôn. Em thấy ở mặt trước chúng ta thì chúng ta thấy có một cái mặt e căng rất là đẹp bằng vải, và cái vỏ thì được bọc bằng da. Đấy, bọc da sần cho cái độ chúng ta nhìn thấy cái độ chuyên nghiệp, đúng không ạ? Những cái sản phẩm audio chuyên nghiệp
những cái hàng pro để sản xuất cho biểu diễn hay là chuyên nghiệp thì đều bọc da rất là kỹ, 14 cân khá là nặng. Đấy, bên trên này thì là các cái núm hiệu chỉnh, các cái núm tinh chỉnh, master volume này, volume của nhạc này, chép của nhạc này, bass của nhạc này, volume của echo này, chép của mic, chép của bass này, có hai mic này, 1, 2 và có thể gắn thêm cả nhạc cụ chơi. Trên này thì là một cái mặt nhôm phay, mặt nhôm phay, nhôm nhá, không phải nhựa đâu anh em nhá, mặt nhôm, các núm cũng được làm bằng nhôm luôn, rất là đẹp và sang trọng, nhôm phay màu vàng. Ở phía đằng sau thì sao? Phía đằng sau thì chúng ta có các cái đường kết nối như thế nào? Thì mời anh em cùng dõi theo sau đây. Ở phía bên tay phải chúng ta có một lỗ thông hơi, có một lỗ thông hơi. Đấy. Và hãng luôn có một cái hotline để hỗ trợ chúng ta là 0961071071 từ 9 giờ cho đến 21 giờ, cho nên chúng ta thoải mái, có những gì thắc mắc thì có thể liên hệ trực tiếp với em hoặc là liên hệ trực tiếp lên hãng. Cái loa này thì sử dụng cái Bluetooth là 5.0. Đấy. Nguồn cấp thì chúng ta có thể chơi từ nguồn vào là 220V. Cái thời gian sử dụng thì nó lên tới 5 tiếng, 5 đến 7 tiếng tùy mức. Cái thời gian sử dụng cho mỗi một lần sạc ấy là nó từ 5 đến 7 tiếng. Và mỗi lần sạc để cắm sạc đầy pin là từ 2 đến 4 tiếng. Đây anh em đợi em chút. Công suất lên tới 150W. Đây, hãng cung cấp là sử dụng cái chip DSP của Pháp, khuếch đại âm, khuếch âm riêng biệt cho từng loa. Đấy. Rất là hay đúng không ạ? À, thời gian chính xác sử dụng là từ 3 đến 4 tiếng, sạc là từ 6 đến 8 tiếng và có thể vừa sạc vừa hát bình thường. Đấy. Cái chiếc loa này thì nó sử dụng 2 loa full và 3 loa chép. Chính vì vậy thì cho cái âm thanh của nó rất là dày dặn. Ngoài ra thì còn có đầy đủ các cái đường kết nối như là USB hay là đường line in, đường guitar cũng được. Đấy. Xuất xứ Việt Nam này, nhưng mà sản lại được sản xuất tại nhà máy Hammer Hàn Quốc, bảo hành 12 tháng. Đó. Chúng ta có thể cắm trực tiếp USB vào đây này, rồi chúng ta chơi nhạc luôn. Và đây cũng có một cái điều rất hay, đó là có thể kết nối được với optical. Chúng ta mua những cái thiết bị này về, chúng ta chơi thẳng trực tiếp từ trên TV thông minh của chúng ta xuống là có thể chơi được luôn. Một điều rất hay ở cái sản phẩm này mà nó cải tiến. Đây, đây là các cái công tắc chuyển bài, tạm dừng, play. Đúng không ạ? Hàng chính hãng đây. Công ty truyền thông Sơn Ca Media CS450. Giá chỉ có 7.200.000 đồng thôi. Một cái sản phẩm rất là ok. Em sẽ test qua một đoạn để chúng ta cùng xem nhá. Em cũng đã từng giới thiệu với anh em cái sản phẩm của JBL, đó chính là cái Ion One Compact. Sản phẩm đó thì rất là tuyệt vời, nhưng nó vẫn còn thiếu, đó là không có mic và nó chỉ có cái hiệu ứng, đó là reverb thôi.
Cho nên là cái khi chúng ta muốn hát hay thì chúng ta lại phải mua thêm một cái bộ mic. Nó sẽ rất tốn kém, mà cái sản phẩm đó nó hơn 16 triệu mua thêm bộ mic, rơi khoảng tầm 18 triệu. Thì đây, một sản phẩm chỉ có hơn 7 triệu mà chúng ta đã có đầy đủ, mua về chỉ việc chơi luôn thôi. Đấy, bên em sẽ bật lên nhá. Agnostica Media kính chào. Bật nguồn lên. Beatbox Agnostica Media kính chào. Vui lòng kết nối Bluetooth. Đó, rất hay luôn. Alo. Ôi giời, vàng hay. Vàng hay quá các bạn. Alo. 1 1 2 3 4. Alo. 1 1 2 3 4. Alo. 1 1 1 2 3 4. Alo. 1 1 2 3 4. Karaoke để hát karaoke. Alo. Thử một đoạn nhạc. Alo, rất ok đấy. Rồi, clip này em giới thiệu qua. Còn clip test hát karaoke em sẽ làm một clip sau. Xin cảm ơn anh em.